Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đỗ Thanh Tùng. Dạ, con thưa sư, chùa ở làng con đang trong thời gian xây dựng. Con có ra chùa cúng dường một chút ít để xây dựng chùa. Và con có nói với vị sư trụ trì là sau khi xây dựng chùa xong, con mong ước sẽ được cúng dường vào chùa một pho tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng từ khi xây dựng chùa xong, hồi tháng 9 vừa rồi, con vẫn chưa thực hiện được các ước nguyện đó vì lý do cá nhân công việc của con gặp trở ngại. Dạ, con xin sư cho con hỏi, việc nói trước của con như vậy có phạm vào tội gì không ạ? Con có bị nghiệp đọa vào đường ác không ạ? Hiện nay tâm trạng của con rất bối rối và lo lắng vì chùa ở làng con đã làm lễ khánh thành rồi và phải thời gian về sau, có thể là sang năm sau, con mới thực hiện được lời nói trên ạ. Con xin tri ân sư ạ. Có cái bài kinh Đức Phật nói rằng là tại sao những cái người mà thời này mà người ta buôn bán làm ăn, người ta lại thành tựu thành đạt lớn, nhưng mà cũng có những người tại sao làm ăn buôn bán lại thất bại. Và Đức Phật cũng có nói câu chuyện là những cái người nào ấy mà khi mà mình đã hứa bố thí hay là cúng dường đến ai một cái vật gì đó mà mình đã thực hiện đúng cái lời hứa đấy, thì cái người ấy sau này sẽ trở thành những cái người buôn bán sẽ rất là phát tài phát lộc, tức là sẽ tạo ra được rất nhiều tài sản, mà nhất là những người hứa ít mà làm nhiều thì cái phước ấy nó lại còn nhiều hơn. Còn những người nào mà mình đã hứa mà không làm thì cái quả báo ấy nó sẽ trổ, đó là cái người đấy luôn luôn làm ăn thất bại. Nhưng mà đối với một cái sự mà một cái lời hứa mình đã hứa ra rồi, nếu như mình không làm, muốn làm nữa hay là mình không làm được nữa, thì mình chỉ cần nó có một cái lời nói lại. Ví dụ như mình đã hứa với ai thì bây giờ mình có sẽ lại để nói lại với cái lời hứa đấy. Mình đã nói là trước kia con đã có hứa con cúng cái này, bố thí cái này, nhưng có thể là do cái tâm nó thay đổi hoặc là do cái hoàn cảnh, do điều kiện nó chưa cho phép, không cho phép, thì con chưa làm được hay không làm được. Thì vì ấy có cái lời nói để nói lại, để rút lại cái lời hứa của mình. Khi mà rút lại cái lời hứa của mình thì cái lời hứa nó được hóa giải, nó không để lại cái nghiệp mà chướng ngại cho những cái công việc làm ăn về sau. Cái đấy là cái quan niệm như vậy. Thì khi mà mình đã hứa rồi thì nó thế. Nếu như mình dự định là mình sẽ tiếp tục vẫn làm cái việc đó thì mình cũng sẽ nói lại với cái vị mà mình đã hứa như vậy, là con sẽ chưa làm được ngay tức thì và sẽ để hẹn lại một cái thời gian sau, hay là mình có thể không muốn làm cái việc đấy nữa thì mình cũng sẽ phải có cái lời để mình nói lại với cái người mà mình đã hứa ấy, rằng là con đã hứa là làm cái việc đấy nhưng vì có cái lý do nguyên nhân nào đó không làm được cái việc ấy, thì con xin rút lại cái lời hứa ấy. Đấy, thì là xong. Thì là mình nên nói như vậy thì nó sẽ không để lại cái nghiệp gì cả. Nếu như là mình áng nặng đi, không nói năng gì thì nó sẽ để lại một cái nghiệp không tốt cho tương lai. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, dấu hiệu nào để nhận biết một người đã đạt sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền ạ? Con xin chiên sư ạ. Cái dấu hiệu mà một cái người nhận biết thì chỉ có những người mà đã chứng thiền, và cái người ấy có cái sự trình bày với cái người đã chứng thiền ấy thì cái người ấy mới biết. Còn với một người không hành thiền thì không bao giờ biết một cái dấu hiệu gì của cái người có chứng thiền cả. Hay là một cái người mà có hành thiền nhưng mà chưa đắc thiền, hoặc là cái người đấy không có nói ra, không trình bày ra cái sự tu tập của mình, hay là vị ấy trình bày với một cái người chưa từng chứng thiền, vị ấy chẳng bao giờ biết được. Vì cái thiền nó thuộc về ý thức, nó không có hình tướng, nó không có biểu hiện ra một cái dấu hiệu gì ở bên ngoài hết, mà đó là hoàn toàn là cái sự tu tập, cái sự tiến hóa ở nội tâm. Thì cái dấu hiệu ấy chỉ có bản thân vị ấy đang hành thiền và vị ấy có những cái nghi ngờ rằng không biết mình đã chứng thiền hay chưa, thì cái vị ấy mới nên quan tâm đến cái dấu hiệu là đã chứng thiền hay chưa chứng thiền.
như là với cái vị ấy mà mình đang thực hành thiền ở cái mức độ rất là tốt, và mình đang hoài nghi là không biết là mình đã vào được các tầng thiền hay chưa, và mình muốn biết cái dấu hiệu nào để biết rằng mình có sự chứng thiền, thì cái dấu hiệu đấy căn cứ ở trong kinh của Đức Phật ấy, vị ấy ni dục ni ác bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hình lạc do ni dục sinh với tầm với tư. Đấy là nói một cách ngắn gọn thôi, còn nếu mà diễn tả diễn đạt rộng rãi hơn thì cái vị ấy cần phải thực hành thiền cho đến khi nó đạt được cái quang tướng định tướng tâm sâu. Vị ấy có thể chú trên định tướng liên tục nhiều giờ liền, 1, 2, 3, 4 tiếng liên tục như vậy. Khi mà những cái tâm thuộc về dục giới nó dừng lại và cái tâm sắc giới nó khởi lên và nó sẽ an trú liên tục ở trong cái trạng thái an chỉ định ấy, thì tất cả những cái tâm nó thuộc về nội tâm dục giới nó không xen vào, nó không sinh lên được. Những cái tâm dục giới là tâm tham dục, sân hận, hôn trầm, thụy miên, trọng hối, hoài nghi, những cái phiền não, những cái sầu bi ưu não của thì nó thuộc về tâm dục giới. Vậy thì trong lúc mình ngồi thiền ấy, nó không thể khởi lên được những cái tâm thuộc về dục giới ấy. Tham dục nó thuộc về dục giới, sân hận nó thuộc về dục giới, hôn trầm, thụy miên, trọng hối, hoài nghi nó thuộc về tâm dục giới. Nếu như cái tâm ấy nó còn khởi lên trong lúc mình chú thiền thì mình chưa vào được an chỉ định. Khi vào được an chỉ định thì cái nội tâm nó rất là định tĩnh, tỉnh giác, sáng suốt, và nó có một cái trạng thái hỷ lạc rất là cao thượng, thù thắng, thanh tịnh tuyệt đối. Đó là cái trạng thái hỷ lạc do ni dục phát sinh. Tất cả những cái năm triền cái nó được năm thiền chi nó đè nén tuyệt đối và nó liên tục không gián đoạn. Đấy là cái dấu hiệu của một cái người đang thực hành. Đấy thì mình căn cứ vào đấy để mình biết được là mình đã vào được các cái tầng thiền hay chưa. Chứ còn với một cái người không hành thiền thì muốn đi dấu hiệu, đi nhận biết người khác thì không bao giờ nhận biết được, mà cũng chẳng nên làm cái đi nhận biết người khác để làm cái gì. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Võ Đức Duy. Dạ con thưa sư, một người không hiểu về Phật pháp, người đó luôn cho rằng Phật pháp là mê tín, thì đó có phải là tà kiến không ạ? Con kính chiên sư ạ. Với một cái người không hiểu về Phật pháp thì người ta sẽ có những suy nghĩ tiêu cực, có những cái nhìn nhận sai, những cái quan điểm sai, thì do đó là người ta không có trí tuệ, thì cái quan điểm ấy, cái nhìn nhận ấy nó sinh ra từ cái tâm ngu si, từ cái tâm không hiểu biết. Thì người ta nhìn vào những cái hình tướng, cái hình thức ở bên ngoài và người ta cho rằng đó là đạo Phật, thì người ta mới nhìn nhận như vậy. Vì người ta không có nghe những cái pháp, những cái giáo pháp, không có đọc những cái kinh điển, không có hiểu những cái lời dạy của Đức Phật, cái giáo lý, giáo pháp của Đức Phật, mà người ta chỉ nhìn hình thức, người ta đến chùa, người ta chỉ nhìn thấy chùa thờ tự như vậy, có các nghi lễ như vậy, cúng kiến như vậy, cúng sao giải hạn như vậy, đốt giấy tiền vàng mã như vậy, cái hầu đồng bóng như vậy, giải oan cắt kết như vậy, làm những cái việc nghi thức như vậy. Thì người ta nhìn thấy cái hình tướng đấy, người ta kết luận rằng đạo Phật mê tín, không, thì đấy là do người ta nhìn cái hình thức bên ngoài. Còn với cái người muốn hiểu về đạo Phật, không phải là mình nhìn bằng cái hình thức đấy, mà mình phải hiểu, mình phải đi tìm hiểu xem Đức Phật tuyên thuyết ra những kinh điển gì, và mình phải học những cái lời dạy ấy của Đức Phật, thì mình hẳn nên kết luận rằng đạo Phật là chánh hay tà, là mê hay ngộ, là đúng hay sai, là thật hay giả, là có lợi hay là không có lợi ích. Thì cái người có trí thì không nên vội vàng kết luận một cách bừa bãi như vậy. Chỉ những người ngu si thì mới có những cái suy luận, có những cái nhận định như thế mà thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Julie Nguyễn. Dạ, con thưa sư, hành thiền đoạn trừ các kiết sử, tức là đoạn trừ các tâm sở, có đúng không ạ? Con xin sư giải thích cho con hiểu thêm về pháp sinh diệt, có cái gì diệt đi hoàn toàn không ạ? Con kính chiên sư ạ. Kiết sử đây là muốn nói đến những cái ô nhiễm, những cấu uế, những phiền não, thì đấy được gọi là kiết sử. Như là cái người ta có những cái tà kiến về thân này, những cái kiết sử như là hoài nghi này, những cái kiết sử như tham sân si, thì đấy được gọi là những kiết sử. Và hành thiền thì sẽ đoạn trừ được những kiết sử ấy, là khi cái trí tuệ nó đoạn trừ những kiết sử ấy, nó sinh ra từ cái vô minh, thì những cái phiền não. Còn cái sự thực hành thiền là đoạn trừ cái vô minh phiền não ấy. Và những cái phiền não ấy cũng là những cái tâm sở bất thiện, thì nó cũng có thể đoạn trừ được.
Thì đấy là có thể là đoạn trừ những cái cấu uế phiền não. Thì đấy là cái pháp hành thiền để đi đến chế ngự và đoạn trừ những phiền não ấy. Cái pháp sinh diệt, đây là những cái tính sinh diệt, là tất cả những pháp hữu vi, là những cái gì nó thuộc về vật chất và nó thuộc về tinh thần này, nó luôn luôn ở trong cái trạng thái sinh diệt liên tục không ngừng nghỉ, không lúc nào là không sinh diệt. Nhưng cái mắt thường của con người không nhìn thấy cái trạng thái đấy, chỉ có cái trí tuệ phân tích tuệ giác thì mới nhìn thấy được những cái trạng thái ấy. Như tất cả những cái thân thể vật chất này và những cái vật chất bên ngoài vậy, nó không đứng yên, nó không trường tồn, nó không thường hằng, mà nó luôn luôn dao động, nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn sinh trụ dị diệt và sinh già bệnh chết, nó diễn ra liên tục trong từng sát na, từng khoảnh khắc. Mắt thường thì mình không nhìn thấy điều đó, mình chỉ thấy là cái người này hôm nay nó lớn lên là đứa trẻ sơ sinh, mấy năm sau nó đã lớn lên một tí, sau đó nó già đi một tí, rồi sau đó nó chết đi. Mình không nhìn thấy nó từng lúc nó lớn lên, từng lúc nó già và từng lúc nó chết đi. Còn cái trí tuệ thì thấy được cái sắc thân đấy, nó sinh diệt liên tục, sinh già chết liên tục, sinh già chết. Và những cái tâm, tất cả những cái trạng thái thuộc về ý thức không có hình tướng này, nhưng mà nó cũng luôn luôn sinh diệt. Đó là cái vui và buồn của mình, những cái tâm lý của mình, nó luôn luôn sinh diệt như vậy. Thì đấy là cái tính sinh diệt. Hay cái tính sinh diệt đấy cũng được gọi là cái tính vô thường, tức là nó không trường tồn, không tồn tại lâu, nên được gọi là vô thường. Cái đấy là chỉ có tuệ giác mới thấy ra, mới giác ngộ ra được. Vì nó luôn luôn sinh diệt như vậy nên là nó khổ. Vậy cho nên là cái chân lý thứ nhất mà giác ngộ ra đó được gọi là giác ngộ sự thật về khổ ấy. Cái khổ ấy, tại sao? Vì nó vô thường nên nó khổ. Tại sao nó vô thường? Vì nó sinh diệt nên nó vô thường. Cái người nào mà thấy được tính sinh diệt là thấy ra được chân lý, thấy ra được sự thật, thấy ra được cái sự thật về khổ đế, và tìm ra được cái nhân sinh ra cái khổ đấy nữa, là giác ngộ sự thật về tập đế, và hiểu ra các sự thật đấy thì là cái tuệ giác ngộ, nên gọi là diệt đế, là diệt đưa được những cấu uế kiết sử phiền não. Và cái con đường không phải dễ dàng mà giác ngộ ra được, cần phải có cái sự tuần tự tu tập thực hành mới giác ngộ ra được cái sự sinh diệt ấy. Thì cần phải thực hành theo bát chánh đạo hay giới định tuệ ấy, thì dần dần mới có được cái chi kiến, mới có được cái trí tuệ nhận thức ra được cái tính sinh diệt này. Chứ không phải là mình chỉ hiểu, là có người giải thích cho mình về cái tính sinh diệt là mình hiểu ra được tính sinh diệt là giác ngộ, thì cái điều đó không phải. Mà giáo pháp của Đức Phật cần phải có cái sự tu tập, có cái công phu tu tập để thấy ra được các sự thật đấy bằng chính cái nội tâm của mình, bằng cái ý thức của mình, bằng cái trí tuệ giác ngộ của mình. Thì lúc đấy mới được gọi là một cái người giác ngộ về cái tính sinh diệt này. Dạ, con thưa sư, con xin đọc những câu hỏi tiếp theo từ hành giả Bảo Châu được gửi trực tiếp qua Zoom hiện tại ạ. Dạ, con thưa sư, bố con hiện đang hấp hối ạ. Con xin sư khai thị cho chúng con thì giờ phút này chúng con nên làm gì ạ? Thì với một cái người thân muốn làm lợi lạc cho những cái người thân quyến của mình, cái lúc mà hấp hối ấy, thì thứ nhất mình phải hiểu được cái tâm lý, tính cách, cái niềm tin, cái giới hạnh, cái đức hạnh và cái trí tuệ của người đấy, cái lúc thường tình hàng ngày. Nếu như cái người thân mình hay là như cái ông bố mình có là cái người có đức tin Tam Bảo hay không, có tin vào những cái thiện nghiệp hay không. Nếu như cái tùy theo cái trình độ, cái tâm lý của người đấy mà khai thị, mà hướng dẫn cho vị ấy khởi lên những cái tâm, những cái thiện tâm. Nếu như từ cái lúc còn sống vị ấy có đức tin về Tam Bảo Phật Pháp chẳng hạn, thì bây giờ hãy tụng một bài kinh. Nếu như vị ấy trước kia thường có cái đức tin về về kinh, thường thích nghe tụng kinh, hay là vị ấy trước kia có cái đức tin về cái sự lễ bái cúng dường, thì bây giờ mình có thể làm cái nghi lễ như là cúng dường Tam Bảo, dâng hương hoa cúng dường Tam Bảo, rồi mình nói là chúng con vừa mới cúng dường Tam Bảo và hồi hướng phước lành đấy cho bố, bố hoan hỉ với việc đấy. Đấy là một cái cách khai thị. Nếu như cái vị người thân của mình có cái đức tin về Đức Phật, thì lúc đấy mình sẽ dạy ông là hãy tưởng nhớ đến Đức Phật, tưởng nhớ đến đức hạnh trí tuệ của Đức Phật,
Hoặc là vị ấy có niềm tin về bố thí thì hãy làm cái việc bố thí và nói là cái việc bố thí đó xin hồi hướng công đức đến cho bố, hay là tụng kinh hoặc là nghe giảng pháp. Thì cái thời điểm cận tử hấp hối chỉ làm được những thiện nghiệp ấy thôi. Còn nếu như một cái người khéo léo, có nhiều thiện xảo, biết nhiều về giáo pháp thì có thể giảng giải về Phật pháp, những cái pháp sâu sắc hơn, như là khuyên người thân của mình hãy buông xả, hãy buông bỏ, đừng có ái luyến, đừng có chấp trước vào tài sản, đừng ái luyến chấp trước vào vợ con, đừng ái luyến chấp trước vào nhà cửa, đừng chấp trước vào cái thân này nữa, thân này chỉ là đất nước lửa gió thôi. Còn nếu như cái người thân mình mà còn hiểu sâu hơn xa nữa thì nên nói rằng có những cõi chư thiên, nếu như mà ông mà khởi lên cái tâm muốn sinh về cái cõi chư thiên thì hãy phát nguyện ở trong tâm là cầu mong cho con được sinh về cõi thiên giới, cõi tứ thiên vương, đao lợi thiên, đâu suốt dạ ma hoa, hay là một cõi thiên nào đợi. Thì với cái thời điểm cận tử thì vẫn có thể hướng được những cái tâm thiện dục giới và có thể hoan hỷ với một cái thiện nghiệp nào đấy và khởi lên cái ước nguyện sinh về một cái cõi lành nào đấy, có thể là sinh lại là một người hoặc sinh về cõi thiên giới thì vẫn có thể phát khởi được. Còn đến cái giai đoạn đấy thì chỉ cần thực hành những cái pháp nó dễ dễ vậy thôi, còn những cái pháp thâm sâu khó hơn thì khó. Còn nếu như mà cái người thân mà đã hôn mê bất tỉnh rồi, không còn tỉnh táo sáng suốt, không còn nghe, không còn hiểu được nữa thì không làm được gì nữa, thì lúc đấy chỉ mọi người nên im lặng và đọc những cái bài kinh nào đó rất là truyền cảm, rất là rõ ràng và rất là dễ hiểu để hướng những cái điều lành, điều thiện thôi. Có thể đọc lên những cái bài kinh, bài kệ tán thán về Phật Pháp Tăng hoặc là những cái bài kinh bảo hộ nào đấy. Nếu như người thân mình còn còn có thể nghe được thì cũng có thể khởi lên được một chút thiện tâm để mà hoan hỷ theo. Thì đấy là những cái cách để làm cái nội lực vào cái để tạo ra cái cận tử nghiệp, là những cái cận tử nghiệp thiện để sinh về cõi này. Và cái điều nên tránh tránh là tránh tạo ra một cái sự bất an, làm cho cái tâm bị phiền não kinh động. Ví dụ như đừng có nói những cái chuyện là trách móc, tại sao lúc còn khỏe ông không làm này ông làm kia, hay là đừng có nói đến những cái lời mà giống như là một cái sự luyến ái tha thiết thì cha ơi cha đừng có đi ở lại với con, tạo ra một cái ái luyến, tạo ra một cái sự lưu luyến giằng xé, và một cái tình thương, có cái sự tham ái thì nó cũng sẽ là nguyên nhân sinh về cái cõi thấp kém. Nếu mà khởi lên cái tâm bực bội thì cũng là nguyên nhân sinh về cõi thấp kém. Lúc đấy chỉ có để cho cái tâm được định tĩnh sáng suốt, khởi lên một cái tâm thiện lành nào đấy để được sinh về cõi lành. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Pháp. Dạ con thưa sư, một người bị nghiện game, chìm đắm trong thế giới online với các trò chơi, nên dần mất đi các giao tiếp xã hội là do nghiệp gì và quả báo sẽ như thế nào ạ? Con thành kính chuyên sư ạ. Cái nghiện đấy nó không phải là cái kết quả của cái nghiệp ở quá khứ, mà nó là cái tâm bất thiện ở hiện tại nó sinh ra do cái môi trường ấy, do mình thân cận với những cái môi trường xấu, mình thân cận với những cái bạn bè xấu, rồi mình bị dẫn dắt theo những cái hành động xấu, đó là những cái phóng dật, đó là những cái sự ham chơi, đó là do mình ưa thích những cái nhảm nhí như vậy thôi. Khi mà mình thấy được sự nguy hiểm của nó, mình ý thức tỉnh giác ra rằng những cái trò chơi ấy không đem lại lợi ích gì mà nó chỉ đem lại cái sự tồi tệ, đem lại cái sự nguy hiểm và khởi lên cái sự nhàm chán, kinh cảm và nên tránh xa nó, thì cái điều đó buông bỏ nó được. Nếu như cái người biết suy xét tốt thì sẽ buông bỏ, dứt bỏ nó ra được. Nó chỉ là cái tâm phóng dật, nó chỉ mà thôi. Và nó còn cái pháp bất thiện ấy nó sẽ để lại những cái quả báo năng xăng phóng dật, giống như là một cái người uống rượu và các chất say ấy. Nó là một cái nghiện và nó làm mất đi cái định tĩnh, tỉnh giác sáng suốt, làm mất đi cái trí tuệ, thì cái quả báo là sau này mình sinh làm những cái chúng sinh ngu si thấp kém như súc sinh, địa ngục quỷ súc sinh.
Nên khi mình suy xét đến cái quả báo tồi tệ như vậy thì nó sẽ làm cái động lực để cho mình từ bỏ cái việc làm đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Thành Lâm trên YouTube ạ. Con kính bạch sư, khi con hành thiền hơi thở, miệng con tự động nhích lên, có cảm giác đẩy đẩy và cảm giác xuất hiện trên môi, khó bắt được vào hơi thở ạ. Con xin sư chỉ dạy cho con ạ. Cứ thản nhiên, cứ bình thường với cái hiện tượng đó, đừng để ý đến nó, đừng tập trung mạnh, đừng chú ý mạnh quá, đừng căng thẳng quá, thản nhiên bình thường. Nó có xuất hiện bất cứ một hiện tượng gì cũng nằm nơ phất nờ nó đi, đừng quan tâm, đừng để ý nó. Thì chỉ cần thấy hơi thở một cách vừa phải thôi, không cần quá rõ ràng, không cần quá chăm chú. Thì cái ý thức của mình cứ hài lòng chấp nhận với cái sự hơi thở mà không cần quá rõ ràng ấy, và là được rồi, là đủ rồi. Và cứ vậy mà quan sát mà duy trì, cái lúc này nó có cái trạng thái như vậy, nó có hiện tượng và cảm giác như vậy, nhưng cứ ngồi một lúc lâu lâu sau rồi nó lại sinh ra những cái hiện tượng khác, những trạng thái, những cái cảm giác khác, chứ không phải là lúc nào nó cũng sẽ như vậy. Thì cứ mặc kệ nó thôi, và cái mình cứ quan sát hơi thở như thế nào mà mình cảm thấy là tốt nhất, cảm thấy cái tâm nó an ổn nhất là được rồi. Chứ cũng đừng quá là bất an với những cái hiện tượng này kia nó sinh khởi trong cái lúc mà mình đang hành thiền đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả VM. Dạ con thưa sư, có những người không phải là nhà sư nhưng họ có trí tuệ, kiến thức, thông minh, ví dụ như các bác sĩ, nhà kinh doanh, nhà khoa học, tại sao họ không tu ở kiếp này nhưng có trí tuệ thông minh ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Cái trí tuệ thông minh nó có nhiều lĩnh vực khác nhau, nó có nhiều cái nguyên nhân khác nhau, nó có nhiều cái khuynh hướng, cái tâm lý khác nhau. Tất cả mọi người ở trong cái đời này, người ta đều trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, trong quá khứ đã phát triển, đã vun bồi nên cái tâm lý, tính cách của con người nó khác nhau hoàn toàn. Những cái người mà được gọi là cái người trí tuệ của trong giáo pháp của Đức Phật, đó là cái người mà ít phiền não, ít nhiễm bụi trần, ít ô nhiễm. Tức là cái người đấy rất ít tâm tham, rất ít sân hận, rất ít si mê tà kiến. Đấy với là những cái người có ba la mật, có những cái chủng tử, cái nhân của cái trí tuệ giác ngộ. Còn có những cái người, người ta rất là thông minh, thông thái, học rộng biết nhiều. Người ta cũng rất là giỏi giang về những cái kiến thức, về những cái lĩnh vực, những cái mặt này mặt kia, về văn học, về y học, về kinh tế, về chính trị, rất là nhiều những cái kiến thức khác mà do họ cũng đã có cái khuynh hướng tâm lý, như đã từng học hỏi, hoặc là những người đấy tạo ra những cái phước, những công đức rồi người ta luôn luôn khởi lên ở trong tâm ước gì mình cũng có trở thành một cái người giỏi giang như vậy. Ví dụ như bây giờ có một cái người rất là nổi tiếng ở trong đời, trong xã hội, người đó là một nhà bác học, một nhà khoa học, hay một nhà một người làm về kinh tế chính trị gì đấy, rồi có rất nhiều người khác khởi lên cái ước muốn, ước gì mình được như thế, ước gì mình được như cái vị ấy. Khi mà người ta khởi lên cái ước muốn như vậy, tha thiết như vậy, mong cầu như vậy, rồi người ta tạo ra những công đức phước này, như người ta đi lễ Phật, như là tụng kinh, như là người ta từng làm ra phước như bố thí, hay là người ta làm những cái thiện nghiệp với công đức gì đấy, thì cái công đức, cái thiện nghiệp ấy nó đi kèm với những cái ước muốn đấy, và nó sẽ khiến cho cái người đấy đời sau trở thành một cái người như mà họ đang thần tượng ấy, như là họ đang mong cầu ấy. Thế là vì cái khuynh hướng của con người nó khác nhau. Còn những cái người nào mà được gọi là bậc trí ở trong giáo pháp này, là do khi mình nghe thấy những danh của những bậc trí nhân, như là những cái bậc trí ở trong giáo pháp, như là nghe danh của Đức Phật, các vị thánh nhân, thánh tăng, rồi mình khởi lên cái lòng ngưỡng mộ, ước mong, mong muốn là ước gì mình cũng được như cái vị ấy. Rồi rồi mình lại tạo ra những cái phước lành đi kèm với cái ước nguyện đấy, thì cái vị ấy đời sau này sẽ trở thành những cái người, những cái bậc trí thức, những bậc trí tuệ ở trong Phật pháp. Vậy thì cái mong muốn của con người nó khác nhau, cho nên nó tạo ra những cái tâm lý thức khác nhau. Chứ không phải là cứ người nào có trí tuệ cũng là những cái người sẽ tu được. Những người rất là có trí tuệ ở ngoài đời đấy, nhưng mà
Khi mà người ta không có duyên, người ta chưa từng tu tập Phật pháp, nếu người ta có nghe giảng pháp, nó giống như là nghe mây, nghe gió, nghe mây, nghe sấm, nghe sớp, nó không có hề đi vào trong tâm của người ta, nó không hề thấm vào trong cái tư tưởng của người ta, và người ta nghe thì cảm thấy nó xa lạ, cảm thấy nó vô nghĩa, nó không có ý nghĩa gì. Còn với những người mà có duyên với Phật pháp thì người ta nghe được một cái câu nào thì người ta cũng thấm rất là sâu, thấm nhuần rất là sâu vào trong tâm thức của người ta. Thì cái nhân duyên nó khác nhau như vậy, chứ không ai giống ai được, chứ không phải là cứ cái người thông minh là cái người sẽ hiểu được sâu xa về giáo pháp được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Juni Nguyễn trên YouTube ạ. Dạ con thưa sư, con dự định đi khóa tu khoảng 3 tháng ở trường thiền Pa Au bên Thái Lan, nhưng bố mẹ con không ủng hộ và sẽ rất lo lắng cho con. Nếu con vẫn quyết tâm đi thì con có thất kính với bố mẹ không ạ? Con xin chiên sư ạ. Thì cái quan điểm tư tưởng của mỗi người trên đời nó hoàn toàn khác nhau. Nếu như mà có những cái người mà mình muốn làm một cái việc gì đó theo ý của mình, thì mình cũng sẽ phạm vào cái lỗi khác. Tức là nếu mình muốn được cái này thì mình sẽ phải hy sinh cái khác, mình sẽ mất cái khác, chứ không thể trọn vẹn được hết mọi mặt được. Như là Đức Phật muốn đi tu để trở thành một vị Phật, nhưng mà cha mẹ hay là tất cả những người thân vẫn ngăn cản, không có đồng ý. Nhưng mà khi vì cái lý tưởng, vì cái sự mong cầu, vì cái đạo lý cao thượng như vậy thì vẫn kiên quyết ra đi. Nhưng mà mình phải là một cái người có lý tưởng, có mục đích, có cái sự tầm cầu cái giáo pháp ấy ở cái mức độ rất là cao. Chứ còn nếu như mình nghĩ chỉ đi phong trào, đi chơi cho vui, đi biết đó biết đây, đi cũng không phải là vì cái mục đích cao thượng, thành tựu rốt ráo gì trong giáo pháp, thì có thể mà cái sự ra đi ấy có thể là mất lòng những người thân. Thì cái điều đó thì cái nỗi của mình nó, cái phước thì nó ít mà cái nỗi có thể nó to. Nhưng mà nếu như mình xác định là mình ra đi, mình sẽ tạo ra được cái phước lớn, nó sẽ bù đắp lại cái nỗi này, nỗi bất hiếu này, nhưng mà nó sẽ thành tựu được cái đại hiếu về sau. Đấy, thì cái này mình phải cân nhắc xem là mình có nên đi hay không. Đi nó có cái lợi ích của cái đi, nhưng mà cái nỗi mình tạo ra thì nó sẽ có cái nỗi nầm, chứ không phải là không. Còn nếu thì cái đấy là tự mình phải suy xét và tự mình phải lựa chọn, chứ không ai có thể suy xét và lựa chọn thay cho mình cái vấn đề đấy được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Trung Hiếu. Dạ con thưa sư, con bị nghiện xem phim tình cảm. Mỗi lần tâm tham ái khởi lên là con không thể nào kiềm chế được. Con kính thưa sư, có cách nào để kiềm chế bớt bệnh nghiện phim này không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Cái cách này nó rất là dễ, quá là dễ, nhưng mà mình có dám làm hay không mà thôi. Nếu như mình xem phim trên điện thoại thì vứt điện thoại đi là hết, nó không xa lìa được cái môi trường đấy, xa lìa được cái mà nó đưa lại cho mình sinh nên, khởi lên cái bất thiện ấy, thì mình hãy diệt trừ nó đi. Mình biết rằng cái này nó đem lại sự nguy hiểm, vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Mình diệt nó ở trong nội tâm thì mới khó, những cái diệt những cái bên ngoài rất là dễ, thì rất là đơn giản thôi. Thì mình hãy vứt bỏ những cái công cụ mà nó phát sinh ra những cái phim đó. Thì mình vứt nó đi, đập điện thoại đi, ném đi, chữa tặng cho người khác đi, rồi từ nay không dùng nó nữa, thế là nó sẽ hết. Còn nhưng mà để diệt trừ được nó ở trong nội tâm ấy, những cái tâm tham đắm tham ái trong nội tâm ấy, thì cần phải thực hành những cái pháp tu tập rất là lâu dài, nhiều đời nhiều kiếp mới có thể diệt trừ được, chứ không phải dễ dàng. Nó không sinh khởi nên bằng cái cách này, nó sinh khởi nên bằng cái cách khác. Thì để mà giảm bớt hay là đối trị được nó thì phải thực hành niệm về sự chết, niệm về xác chết nhiều thì nó hết. Nên là mình phải nhắm mắt, là hình dung ra cái xác chết thối rữa, thì mình niệm xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Sau đó mình niệm cái xác chết trên mình, chắc chắn là sẽ chết 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 chết, niệm cho đến khi nào cái tâm nó rất là thuần thục rõ ràng rồi. Rồi sau đó mình tham ái với ai thì niệm với người đó, là chắc chắn người này sẽ chết 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 chết, rồi mình hình dung với người ấy giống như cái xác chết vậy. Đấy là cái cách mà nó đối trị nhanh nhất, mà nó sẽ đối trị ở thâm sâu trong nội tâm.
Nhưng dù mình có thực hành như vậy, nhưng mình khi mình quay lại xem phim một cái là những cái công phu mà mình thực hành nó lại mất hết. Mình không thể nào mình nghĩ là ta sẽ thực hành như vậy để ta lại được xem phim nữa, thì không bao giờ thành tựu được. Đấy, giống như là một cái người mình vừa mới bị trúng độc xong rồi mình lại uống thuốc sổ độc xong mình lại uống thuốc độc vào, thì nó lại ngấm độc tiếp. Vậy nên là mình vẫn phải xa lìa những cái gì nó độc hại, gây ra sự ô nhiễm cho cái tâm này. Vậy thì cái hoàn môi trường những cái pháp ấy nó đem lại cái sự ô nhiễm thì mình phải tránh xa nó ra, phải sống trong môi trường thanh tịnh thì tâm nó được thanh tịnh, rồi mình lại tu tập những cái pháp để gột rửa những cái ô nhiễm ấy, nó ngủ ngầm ở trong tâm nữa, thì cái tâm nó mới thanh tịnh được lâu dài hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Liên Điền trên Zoom. Dạ con thưa sư, con hành thiền tứ niệm xứ theo hơi thở bụng trong một thời gian lâu, nay hơi thở bụng nó nằm yên chìm sâu một nơi cố định, quan sát rất dễ dàng, ngồi thiền lâu 1 tiếng rưỡi mỗi thời yên ổn. Bây giờ con muốn học pháp sư dạy, con muốn định con sâu hơn. Con thưa sư, vậy việc hành thiền này của con có thể vào các tầng thiền được không ạ? Nếu không thì con phải quay về chú tâm vào hơi thở ở cửa mũi đúng không ạ? Con xin chi ơn sư ạ. Muốn đi vào được tầng thiền thì cái việc đầu tiên là quan sát hơi thở ở ngay trước cửa mũi của mình, sát với này cái chóp mũi, môi trên hoặc hai bên cánh mũi, nhận biết hơi thở vào ra nhẹ nhàng tự nhiên đều đặn, chánh niệm tỉnh giác liên tục không gián đoạn ở đấy. Trong lúc quan sát hơi thở ở cái mức vừa phải như vậy cũng phải canh chừng đừng để cho những câu ế phiền não ô nhiễm, những cái tâm bất thiện không được để cho nó khởi lên, thì dần dần cái tâm của mình nó thanh tịnh ra, cái tâm nó thanh tịnh, nó định tĩnh. Tâm định tĩnh là tâm thanh tịnh, chứ không phải là mình cố gắng mà chú tâm vào hơi thở mà nó đắc định được, mà mình quan sát hơi thở thì vừa phải thôi, nhẹ nhàng tự nhiên thôi, nhưng mà phải tuyệt đối xua đuổi được những tâm ô nhiễm bất thiện ấy, không được để cho nó khởi lên ấy, thì cái tâm nó mới trở nên thanh tịnh tuyệt đối được. Rồi dần dần cái tâm của mình định tĩnh rồi, các cái triển cái như tham dục sân hận ôn trầm thủy miên trạng ối hoài nghi nó đã được xa lìa rồi, nó không khởi lên nữa, thì dần dần nó mới sinh ra định tướng được, nó mới sinh ra được cái tự tướng, cái nimitta ánh sáng nó xuất hiện, rồi sau đó thì nó sẽ duy trì liên tục, rồi dần dần mình phải phát triển được cái ánh sáng ấy liên tục suốt ngày suốt đêm không gián đoạn ấy, thì lúc đấy mình mới ni dục ni bất thiện pháp được, mới tâm mới thanh tịnh hoàn toàn được, thì lúc đấy mới vào được các tầng thiền. Nói chung để vào được tầng thiền cần phải có một cái công phu tu tập rất là chuyên chuyên sâu, là mình phải dành gần hết cái thời gian trong ngày đấy để chuyên tu, để giữ gìn chánh niệm, rồi cái định thì nó sẽ phát triển dần dần. Thế còn nếu như cái tâm mình còn mình còn tiếp xúc với những cái cảnh động ở bên ngoài ấy, thì cái tâm nó vẫn bị động, vẫn bị ô nhiễm theo, nó khó mà định tĩnh được. Vậy nên là cái việc để mà chứng được các tầng thiền cần phải sống độc cư, sống xa lì ở những cái nơi ô nhiễm ồn ào, ở cái nơi yên tĩnh, định tĩnh, và sau đó mình thực hành một cách tuần tự, và phải thực hành cho nó đúng phương pháp thì dần dần mới vào các tầng thiền được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Hằng trên YouTube ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, khi gia đình có người mới mất thì người thân nên làm gì để hồi hướng cho người mới mất được lợi lạc ạ? Con xin chiên sư ạ. Người thân sẽ làm những cái gì mà nó tạo ra thiện nghiệp công đức, như là hãy giữ thọ chỉ tam quy ngũ giới bát quan trai giới, rồi sau đó thì mình hãy làm những cái việc phước thiện như là bố thí cúng dường tam bảo, tụng kinh, nghe giảng Phật pháp, tu tâm, làm những cái phước thiện gì mà mình có khả năng, mình có thể, thì tất cả những cái phước thiện đấy mình sẽ hồi hướng đến những người thân đó, hồi hướng đến cái người thân đã mất đấy, cầu mong cho các vị ấy được an vui. Thì đấy là cái cách mình làm ra, làm những việc lợi lạc đúng pháp cho người thân. Còn trong dân gian, trong thế gian, người ta làm rất nhiều những cái nghi thức, nghi lễ mang cái đức tin, nhưng mà chưa chắc đã có lợi ích. Còn những người này hiểu được giáo pháp thì mình phải biết làm cái gì tạo ra công đức, tạo ra phước thiện, tạo ra phước lành,
rồi hồi hướng công đức phước thiện phước này nhớ ấy trong thân bằng quyến thuộc đã quá vãng và hiện tại, thì chỉ cần làm chung chung như, hiểu như vậy và làm như vậy là được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Mai Duy Đông trên Zoom ạ. Dạ con thưa sư, có những hiện tượng chưa thể lý giải như các em bé nhỏ tuổi đã thuộc lào kinh kệ, giảng pháp thông tuệ. Có thể những nhân gì, duyên gì với những hiện tượng này ạ? Con xin tri ân sư ạ. Hiện tượng đấy thì nó là do cái công đức, cái nghiệp công đức, nó gọi là thần thông do nghiệp lực nó sinh, nghiệp lực những cái nghiệp nó sinh ra những cái năng lực đó. Điều đó là do những cái người người ta tạo ra được những cái thiện nghiệp, những công đức rồi người ta khởi lên cái nguyện là mong rằng kiếp sau sẽ trở thành một cái người thông thái từ khi tuổi còn rất nhỏ. Có thể cái nguyện đấy nó thành tựu do cái phước nó lớn, do cái mong cầu đó nó được thành tựu thì nó sẽ phát sinh ra như vậy. Còn có những cái hiện tượng thì có những đứa trẻ ấy nó có những cái năng lực đấy, nó lại không phải năng lực thật của nó mà nó lại là do những cái phi nhân này kia nó tác động này kia, thì cái đấy lại không tốt. Còn những cái người mà cái năng lực này nó phát sinh ra từ chính cái công đức của nó thì cái điều đó là tốt, thì tức là đứa trẻ ở đấy có phước, có công đức lớn và cái điều đó là điều tốt. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Dạ con thưa sư, một số cho rằng bị duyên âm vì đời sống tình cảm hoặc bị trắc trở, mơ ngủ thấy con người rủ đi chơi. Con phải hiểu hiện tượng duyên âm này là như thế nào và nó có thật không ạ? Con xin tri ân sư và cảm ơn ban tổ chức ạ. Duyên âm thì cái này nó mình có thể hiểu như là một cái người đấy có duyên với một cái phi nhân nào đấy, như là có những người người ta từng là vợ chồng là, của nhau từ trong kiếp trước, bây giờ một cái người sinh lại làm người nhưng một cái người người ta vẫn sinh là một cái phi nhân khác, rồi là người ta bám bíu đấy, ví dụ như trong mình có những người chết nhưng mà cái người thân do cái ái luyến với nhau, người ta chết thì người ta sinh làm một cái ngã quỷ hay một cái phi nhân nào đây, người ta cứ bám theo vì cái tâm tham ái ràng buộc nó chưa dứt ra được. Có đôi khi người ta gọi đó là một cái duyên âm, hoặc là có những người sống ở trên đời người ta bị những cái phi nhân nó tác động, nó hành hạ, nó không muốn cho cái người này đạt được những cái gì mà cái người đó mong cầu. Mình cứ muốn điều gì thì người ta sẽ cản trở điều đấy. Ví dụ có người người ta muốn là mình có gia đình, có người thân yêu, nhưng mà có khi có cái phi nhân đó nó cứ luôn luôn tạo ra những cái này cái nọ để cho mình bị mất lòng, mình bị bất mãn và mình không có thành tựu được cái mong muốn đấy. Rồi cái người đấy mong muốn làm việc gì cũng hay bị trở ngại, chướng ngại. Thì đấy cũng có những cái người người ta bị những cái oan trái như vậy. Cái oan trái đấy là do con người tạo ra, cái nghiệp bất thiện mình tạo ra từ nhiều đời, nhiều kiếp. Nên là cũng có những cái oan trái thì hóa giải được, có những cái oan trái thì rất khó hóa giải. Nhưng mà dù sao ấy thì mình cái người nào sống cứ tạo ra cái phước lành và tránh những cái oan trái là tốt nhất. Những người hay sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối là những cái người hay tạo ra những cái oan trái, hay tạo ra những cái điều đó. Còn những người nào mà giữ sống trên đời mà giữ được những cái giới hạnh tốt, không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, dối trá, uống rượu trước, thì cái người đấy sẽ không hay gặp những cái chuyện oan trái này. Cái oan trái là do mình tạo ra và mình hãy thay đổi nó bằng những cái hành động của mình. Đó là thọ chỉ tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, tu tập những cái giới cao thượng hơn, tu tâm làm những cái việc phước lành cao thượng hơn thì nó sẽ hết, nó bớt đi, nó không có bị như vậy nữa. Còn trên đời thì nó rất nhiều người, mỗi người có những cái nỗi khổ khác nhau, thì đó cũng là một cái nỗi khổ của từng người. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Liên Điền trên Zoom ạ. Dạ con thưa sư, muốn hành thiền định thì cần phải có ánh sáng để thiết lập vào định đúng không ạ? Con xin sư cho con hỏi,
Có vị nào không cần ánh sáng mà có thể vào các tầng định được không ạ? Nếu một vị thiền sinh vào cận định được, rồi thì có cần ánh sáng mới nhập được vào sơ thiền không ạ? Con cảm ơn sư nhiều ạ. Cái ánh sáng là do cái tâm nó thanh tịnh, nó sáng ra mà thôi. Vậy cái người nào hành thiền mà cái phiền não nó bớt đi, cái tâm thanh tịnh nó tăng lên, thì nó sẽ phát sáng lên. Còn những người nào mà cái tâm nó chưa sáng lên ấy, là do còn phóng tâm nhiều, còn cấu uế nhiều, còn phiền não nhiều. Cái chánh niệm nó yếu và cái tạp niệm nó nhiều, cho nên là tâm nó chưa đạt được định tĩnh, nên nó chưa không sáng được. Thì cái người không thể vào tầng thiền nào được. Không, nếu mình không có nimitta, không có tự tướng, không có định tướng, thì không vào được bất cứ một cái mức định nào, không vào được bất cứ một cái tầng thiền nào hết. Để cái người mà vào được tầng thiền thì hoàn toàn là căn cứ dựa trên cái định tướng đó, cái nimitta, cái ánh sáng, cái tự tướng đó thì mới vào được, mới đấy là ấn chứng của định, đấy mới là cái quang tướng thể hiện là mình, cái vị đó có cái sự thành tựu, được cái tâm định tĩnh. Vậy nên là cần phải hành thiền cho nó đắc định thì nó mới, thì và khi đắc định thì nó sẽ có ánh sáng như vậy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng Vân. Dạ con thưa sư, khi con được thôi miên hồi truy tiền kiếp, con nhìn thấy người thầy tâm linh bên trong mình và nói chuyện với vong linh ở kiếp trước. Điều này có phải là ảo tưởng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái đấy là tưởng nhé, cái đấy chỉ là tưởng tượng, là ảo tưởng và rất nguy hiểm. Vì nếu như mình cứ bị chìm đắm trong những cái tưởng đấy, đến một lúc nào đó mình sẽ bị loạn tưởng, và cái tưởng đấy nó làm cho mình không bị thoát ra được. Nên tránh xa nó càng sớm càng tốt, đừng chìm đắm vào nó nhiều. Đến lúc loạn tưởng nên rồi bắt đầu bị khùng, bị hoang tưởng, ảo tưởng. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Trúc. Dạ con thưa sư, một số người tin rằng khi một người bị chết oan thì sẽ tìm người thế mạng, nhờ vậy họ được siêu thoát. Con mong sư chỉ dạy cho chúng con liệu rằng trong kinh điển Đức Phật có nói đến việc thế mạng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Chuyện này là vô lý nhá, chuyện này là hoang đường, chuyện này là một cái tuyên truyền tà kiến mà không đúng. Không có cái chuyện đó, cái người đấy chết thì nó phải là do nghiệp của cái người đấy. Người ấy đã chết rồi, có thể người ấy sẽ đi tái sinh, hoặc là cái người đấy có thể là đang là một phi nhân quỷ thần nào đấy ở tại cái chỗ đấy. Thì không có cái chuyện là người đó phải tìm một người khác thế mạng rồi mới đi tái sinh được. Đấy, nếu như bị đó có cái ý nghĩ tư tưởng như đấy thì cũng là do cái quan điểm, cái tư tưởng như vậy. Thì nghĩ rằng tìm một người thế mạng mình được đi tái sinh, có mà sinh xuống địa ngục thì có. Nếu như mà một cái phi nhân đấy mà có cái ác ý như vậy, hay có cái quan điểm như vậy, thì một người đó thế mạng mình để mình được đi vãng sinh thì chỉ có đi vào địa ngục thì lại bị đọa vào cái cõi khổ đau hơn trăm ngàn lần. Nên là những cái chúng sinh ở thế gian này luôn luôn có tà kiến như vậy, có tư tưởng hiểu sai như vậy. Ở cõi người này cũng vậy, người ta đôi khi có người ta cũng quan điểm như vậy. Ở các cõi phi nhân khác đôi khi cũng có người ta có quan điểm như vậy. Thì tất cả những quan điểm ấy là không đúng và nguy hiểm, nên từ bỏ những quan điểm đó. Trong pháp của Đức Phật không bao giờ dạy cái điều đó, chỉ dạy là mình tạo nên thiện nghiệp sinh về cõi lành, tạo ra ác nghiệp thì sinh về cõi khổ đau. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phạm Minh Thắng. Dạ con thưa sư, con có một thắc mắc về tạo hình Đức Thế Tôn ạ. Theo kinh điển, Thái tử Tất Đạt Đa đã cạo bỏ râu tóc, rồi bỏ gia đình, sống không gia đình để đi theo con đường sa môn hạnh. Tuy nhiên, các bức tượng thường thể hiện hình tượng Đức Phật còn có búi tóc trên đầu. Con xin sư cho con hỏi, việc tạo hình như vậy có đúng với hình tượng của Đức Phật không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi mà Đức Phật đưa dao lên cắt cái búi tóc, vì khi Đức Phật là một vị hoàng tử thì để cái tóc rất là dài. Tóc cũng rất là dài và hàng ngày phải búi lên thành những cái búi rất là lớn. Và khi Đức Phật dùng cái thanh kiếm để cắt đi cái búi tóc đó, chứ không cắt hết hoàn toàn, chứ không cạo sát ra đầu, cho nên vẫn còn lại một phần tóc chứ không phải là hết. Và vì cái năng lực, cái ba la mật của Đức Phật, cho nên khi Đức Phật cắt cái tóc ấy là lần đầu tiên, nhưng mà nó cũng là lần cuối cùng, và mãi mãi cái tóc ấy nó vẫn còn lại như vậy.
Thì Đức Phật có chỉ cắt đi một cái búi một phần thôi, còn vẫn vẫn còn lại một chòm tóc nữa. Và sau này khi đi xuất gia hay khi thành Phật rồi, Đức Phật cũng không cần cạo đầu nữa, và Đức Phật vẫn luôn luôn có một có tóc ở trên đầu. Thì những cái sự mà hình tượng của Đức Phật ấy, như bây giờ tất cả các cái pho tượng, hình tượng, cái tranh ảnh hay đến tượng Phật cũng thế, Đức Phật vẫn có tóc ở trên đầu, vẫn còn lại một cái búi tóc ở trên đầu. Mặc dù lúc ấy Đức Phật có cắt đi một chút nhưng nó vẫn còn lại nữa. Và riêng Đức Phật thì không cạo đầu, chỉ có các chúng tỳ kheo đệ tử Đức Phật mới cạo đầu thôi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huê Trần trên YouTube ạ. Dạ con kính thưa sư, mười ân đức Phật có ân đức thiện thệ mà con không hiểu, con xin sư giải thích cho con hiểu. Con xin thành kính chiên sư ạ. Thiện thệ thì thực ra mỗi một ân đức đều có rất nhiều ý nghĩa khác nhau, và mỗi người giảng giải giải thích theo một cái quan điểm ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà cái quan điểm chung chung phổ thông thì mọi người thiện thệ tức là một cái bậc nói nên những cái lời thiện này, như là Đức Phật luôn luôn tuyên thuyết diệu pháp, nói nên cái pháp đấy là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, có phạm hạnh, thanh tịnh, hoàn toàn, viên mãn. Thì những cái giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật thuyết giảng giáo pháp để phơi bày ra những cái sự thật, để diệt trừ đi những cái pháp bất thiện, để tăng trưởng những cái pháp thiện, cho nên được gọi là thiện thệ. Thệ như là một cái ngôn ngữ, một cái lời nói, là những cái lời nói thiện này, thì có thể hiểu chung chung như vậy, là một bậc chỉ có nói nên những cái lời nói thiện lành mà thôi, thì đấy được gọi là bậc thiện thệ. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Thần, Thiện Thuần ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, những người làm từ thiện là họ đang trả nợ nhân quả đã vay với những người khác ở đời trước, hay hành động của họ vẫn được xem là tình thương người tuyệt vời mà xã hội cần phải có ạ? Con xin chiên sư ạ. Những người làm từ thiện là người ta đang làm những cái thiện nghiệp rất là lớn, người ta đang tạo ra những cái công đức lớn, những thiện nghiệp lớn. Thì đó là một cái việc đáng nên làm trong pháp Đức Phật. Đức Phật vẫn luôn luôn đề cao ấy, nói về cái pháp bố thí ấy, thì những người làm từ thiện đấy là những người đang nên làm những cái pháp bố thí. Bố thí thì cái đối tượng nhận thí ai mà chẳng nhận được, ngay cả Đức Phật cũng là một cái người suốt cuộc đời sống bằng cái hành động nhận sự bố thí của người khác, đâu có phải là cái người đi làm từ thiện ấy là làm trái luật nhân quả của những cái người người ta không có phước đâu. Người có phước vẫn nhận sự bố thí như thường ấy. Đức Phật phước lớn như vậy mà ngày nào ngài chả đi nhận cái việc làm từ thiện của tất cả chúng sinh muôn loài, của bao nhiêu người trên nhân thế, hàng ngày vẫn mang đến cúng dường Đức Phật. Thì đấy cũng là cái bố thí, đấy cũng là cái thiện pháp ấy. Hay là giúp đỡ những người này, người kia, người đau, người bị khó khăn, thiếu thốn, thì người ta cũng chẳng phải là những cái người thiếu phước. Vì nếu như người ta thật sự thiếu phước, người ta đã sinh vào địa ngục, quỷ súc sinh, được sinh lại làm người, người ta cũng là người có phước lành chứ. Nhưng mà mình giúp cho người ta thêm được một chút nào thì cái phước của mình tăng thêm chút đấy, họ cũng được cái sự an vui nhờ cái sự bố thí của mình, mà cái người nhận thí ấy được mạnh khỏe, cho người bố thí sau này được cái quả báo mạnh khỏe nhờ cái sự bố thí ấy, mà cái người thọ thí ấy được an vui, sau này mình được quả báo an vui nhờ cái bố thí ấy, mà người ta được sắc đẹp, được trí tuệ, được sống lâu, thì cái người bố thí sau này được những cái phước báo như vậy. Thì những cái việc đó là cái việc tạo ra cái phước lành lớn, công đức lớn. Những cái bậc, tất cả những cái bậc trí nhân, những bậc chân nhân, những bậc thánh nhân đều tán thán, đều khuyến khích mọi người sống và làm những cái việc đấy càng nhiều càng tốt, xã hội sẽ làm cho xã hội tốt đẹp. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Chân. Dạ con thưa sư, con đọc được một bài viết trên mạng của một nhà sư hướng dẫn một người đi và quan sát bước chân mình để có được trạng thái hạnh phúc, an lạc. Con thực tập theo và cảm thấy vô cùng an lạc, hạnh phúc. Sau đó con tìm hiểu thêm phương pháp niệm Phật A-di-đà. Con lại thực hiện tập niệm Phật. Sau khi tu tập theo phương pháp niệm Phật, con lại đau đầu và phiền não nhiều hơn khi chưa biết đến Phật Pháp. Dạ, có phải con phù hợp với phương pháp tu thiền không ạ? Con xin thành kính chiên sư ạ.
cái phương pháp mà nhận biết từng cái bước chân đi ấy cũng là một cái pháp môn tu tập. Nhưng mà cái pháp môn tu tập này là cái pháp môn tu tập ở cái mức độ sơ cơ. Nên vị ấy đang muốn thuần hóa cái nội tâm của mình một cái cách cơ bản nhất để diệt trừ đi những cái tâm thô thiển phóng dật năng sân. Đó là nhận biết các cái oai nghi ở trên thân mình. Khi đi, vị ấy biết mình đang đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Vị ấy biết những cái oai nghi ấy thì cái tâm nó trở về, nó nhận diện, nó chánh niệm với biết cái hiện tại về cái thân này. Thì nó sẽ bớt đi những cái năng xăng, những cái phóng dật, những cái loạn động khác. Thì cái tâm nó sẽ thanh tịnh đi một chút, nó cũng an tịnh được một chút, nó cũng thuần hóa được một chút. Nhưng mà cái pháp ấy nó chưa phải là đã đưa đến cái những cái sự hỷ lạc cao, nó chưa phải là cái pháp đưa đến cái sự an vui cao tuyệt đối. Mà muốn đạt đến sự an vui cao thì mình cần phải thực hành những cái pháp nó thâm sâu hơn nữa, như là nhận biết hơi thở vào ra. Mà rồi đến một lúc nào đó cái tâm mình định tĩnh, nó nhận biết hơi thở vào ra thì mình sẽ đạt được những cái hỷ lạc nó còn cao hơn thế rất nhiều lần. Rồi sau đó thì tu tập đến những cái pháp cao hơn nữa, thì mỗi một cái pháp tu tập thâm sâu hơn, cao hơn thì mình sẽ trải nghiệm được những cái trạng thái hỷ lạc lại cao hơn. Vậy cho nên là cái pháp đem lại cái sự hỷ lạc hiện tại lạc trú là vậy đó. Thì thực hành những cái pháp thiền tứ niệm xứ là vậy, sẽ đem lại cái sự hiện tại lạc trú ngay trong hiện tại này, chứ không phải là cái pháp cầu xin cầu nguyện cho con được hưởng cái lạc ở đời sau, mà nó sẽ có cái lạc ngay tức thì. Đấy là cái pháp thực hành những pháp thiền tứ niệm xứ là vậy đó. Dạ con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin để lại buổi sau ạ. Mọi người hồi hướng. Idam me bunyam asawa khazam mahamotu idam me bunyam nibbanasa pechazo hotu mama punya bagam sabasathanam pachemi tesabbe medamam punya bagam Napandu sadu sadu sadu.